Chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà ở vị trí là phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với thông số nhà rất là đẹp nha quý vị. 30m², xây dựng là 4 tầng. Giá chào bán của cái căn nhà này là 1.950.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ. Với căn nhà đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện từng căn, hồ sơ nước từng căn nha quý vị. Giá chào bán thì vô cùng hợp lý với cái vị trí của ngôi nhà. Ngõ trước nhà là 2m2, cách trục đường ô tô đi là khoảng tầm 70m. Cạnh cái khu vực nhà ở là có đầy đủ những cái tiện ích xung quanh, có bãi đỗ xe ngày đêm, gần với lại trạm y tế phường, trường mầm non, trường tiểu học Phú Lương, rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương nha quý vị. Từ vị trí của ngôi nhà này, chắc chắn quý khách hàng sẽ biết đến trường Đại học Đại Nam, biết với lại chợ Xóm và biết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Thì từ bán kính của ngôi nhà này ra những cái vị trí đó, nó chỉ rơi vào bán kính 1,5 km thôi thưa quý vị. See the horizon.